Rừng mòm nạc côn Côn mì mặt ái Đu hôi trở tới cọc nạc côn Chỉ vật đồ bọc côn nâng nguyên chẳng ngày nà Côn mình trở bình chọc đồng nào chỉ vật đồ bọc côn Trâm tay bằng năng tê Nếu vì chỉ vật đồ bọc côn trở tới từ một chí nịch Tụ bây chỉ trở chlông cắt chụp liếng Rồi lọc xa một giang nà Có côn cùng cho chanh ở xo Côn ơi Thôi mà đa chỉ vật tay để chụp ổ bà xa y chân anh Khmer nạn ná kết phốt bàn lòi Ta xâm khăn con trâu tề rừng mòm đọc bây chá lông cát viê Mai chưa chạy tha con ai thơ bàn Con rụt bọc mai bụ cài nà Cứ con bụ cài to su, bụ bía Đọc sài bà nhà hà cực giang Con rụt bọc mai bụ cài trôm Cứ trôm đọc tì bọc phốt Trôm đòi phiếp rừng mòm Con trở chui dùng khuôn anh Ôi phật bí phiếp ơn tệ ca Đó không ai ngờ ngất Này chỉ vật ni ôi bà nà con Con trở tay rừng mòm Ôi bà cực cồn Nằm bầy bàn chỉ tí bưng Xâm rạp khuôn anh Rúc miên nẹ nà mà nẹ Đã chỉ tí bưng đọc rõ xá Krao ông bì con khuôn anh lòi Khuôn con ni hòi Đã chỉ tí bưng Đó xâm khăn rộ bọc con Bà con tôn trìa, ta nẹ ná kê nâng mộc chùi con bàn nu. Bốc mai, ai chỉ tì phân rồi bà con bàn, ta nợ về đại bốc mai, nợ miên chì vượt tại bọn nọ. Bốc mai, mình ai chỉ tì phân rồi bà con rồi hột bàn lòi. Về ọt bị bốc mai tứ, con trở tại tì phân khuôn anh, chùi khuôn anh, phân khuôn anh, tiếp chì vượt con bàn thư xoan. Con cũng đầy chăm bệnh xâm nàng, rửa đầy chăm cả bọn xôn. Rốt cả bọn xôn rửa bệnh xâm nàng, vì mình ai cắt lạc bàn tê, bà con mình sang vì lạc tê nụ. Con trong bàn phòng phạm ca, tại con mình đam bận đọc sạp rốt vui bị khẳng đam tê. Ta ở tự bàn phạm ca, một bị nạ bè. Giang nạ bà con trong bàn chỉ vật mùi đàn là ổ bà xa. Tòa tài con phần phần sang viên đời khuôn anh Hơi đâm bây sang chư vật và bọc con Ôi là ổ bà xa tự bán Đâm đâm bông cư con trâu tài rừng mòm Rục hiệp rừng mòm Viên cư chìa cư Đại chùi tục Chùi trò chư vật con Công ôi đuột bàn Đôi chân nó hỏi tự mẹ tay Tài phạm con chỉ rơi rơi tha Con trâu tài rừng mòm Ba con rừng mòm khmiên nẹ nà Mộc chi chuan chi vật con bàn lòi Tại ba con tôn chi ri hói Chi vật con nâng trâu kê mưu nghi mần khan